Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Tình hình là hiệu năng pin điện thoại của mình chỉ còn khoảng 66% thôi. Rất là mau hết pin luôn, không đủ để mình sử dụng một ngày. Nên hôm nay mình quyết định thay pin cho con iPhone 7 Plus này nhé. Sau khi đắn đo thì pin mình chọn sẽ là pin dung lượng siêu cao hiệu Bison, có công suất là 3500 nha. Cao hơn dung lượng pin chuẩn rất là nhiều, để xem hiệu năng nó như thế nào nè. Và sẵn tiện review tổng quan cho các bạn tham khảo nếu mà có nhu cầu luôn. Và bài đánh giá của mình không nhằm quảng cáo cho cá nhân cũng như tập thể nào. Chỗ nào mình thấy ok ổn thì mình thay thôi nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Đây là con pin mình mới vừa đi thay về nè các bạn. Cái vỏ ngoài của nó thì như thế này. Đó, hiệu Bison nè. Này nó có bảo hiểm nè, cam kết 100% tem chống giả. Ở dưới thì nó có một vài thông tin là cái hiệu năng pin của nó nè. Dùng cho iPhone 7 Plus 3500. Đó. Đó. Giá là 1 triệu. Để mình lấy nét nha, giá là 1.050.000. Nhưng mà đang có giảm giá chỉ còn 890.000 thôi. Và cái địa điểm thì xíu mình sẽ nói nha. Mình sẽ mở ra. Ở trong đây thì mình đã thay rồi. Trong đây là một viên pin cũ iPhone của mình. Đây là pin chính hãng luôn các bạn. Thì điện thoại của mình đã xài khoảng 2 năm. Và bây giờ mình mới thay. Con này là con pin chính hãng luôn. Đó. Không có phù, không có bất cứ một cái lỗi nào hết. Trừ cái hiệu năng của nó chỉ còn 66% thôi. Thì nó rất là yếu, cho nên mình quyết định thay nè. Đó, thông tin. Sau khi thay thì viên pin nó như thế này, bỏ nó qua bên. Và cái địa điểm mình thay á, là điện thoại vui. Mình thấy cái chỗ này anh em review cũng khá tốt, cho nên mình tin tưởng mình thay ở chỗ này. Đây là cái hóa đơn của mình, biên lai của mình nè. 890.000, viên pin 1.050.000, đang có giảm giá 890.000. Sẵn tiện dịp này thì mình thay luôn. Và mình thay ngày 12 tháng 12 nha. Thì sau khi test vài ngày á, thì mình cũng tương đối nắm được tổng quan cái mức độ sử dụng của viên pin này. Mình cũng có một vài chia sẻ sau khi đã sử dụng viên pin này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần pin đi ha, để nhìn rõ hơn. Cài đặt nè, kéo tới phần pin. Mình sẽ check cho các bạn pin của mình đang là 100% luôn. Và tại sao mình không check trước khi thay? Tại vì mình bận quá cho nên mình không có kịp quay các bạn. Cho nên sau khi thay thì mình bật lại cái dung lượng hiệu năng của nó là 100% nha. Và các bạn để ý nè, mình sạc từ ngày thứ 2 vào lúc 5:17, dung lượng mình sạc lúc đó là 97%. Đó, 97% vào ngày thứ 2. Và mình đã sử dụng tới tối thứ 4 rồi. Bây giờ là 10:05 ngày 16, là đã hơn 2 ngày các bạn. Thì các bạn quan sát cái mức độ sử dụng á, mình làm nhân viên văn phòng và mình sử dụng nó không có nhiều. Ví dụ như là có những cái ứng dụng cơ bản thôi, Messenger nè, Facebook nè, 3G, YouTube, những cái ứng dụng cơ bản. Và cái pin cũ mình á, xài chưa tới một ngày nó đã hết. Còn pin này mình xài hơn 2 ngày nó vẫn chưa hết. Và đây là những cái hoạt động của mình nè, đa phần là Facebook, YouTube. Thì nói sâu hơn một chút á, về Messenger á, thì mình sử dụng khoảng 2 tiếng 2 ngày. Và lướt Facebook á, thì cũng khoảng đâu đó 2 tiếng. Về 3G á, mình có xài 3G luôn. 3G thì mình dùng để lướt web, Facebook, Messenger, Skype thì khoảng 1 tiếng. YouTube á, thì mình coi khoảng 15 phút mỗi ngày. Và coi vào buổi sáng các bạn, thì 15 phút nó chỉ tiêu tốn khoảng 2% cho tới 3%. Và 2 ngày sẽ là 30 phút. Những cái linh tinh nghe gọi, nhắn tin, hình ảnh hoặc là camera gì đó thì sẽ cỡ khoảng 30 phút. Và mình đánh giá nếu mà mình xài liên tục á, cũng tầm 4-5 tiếng. Khi mà xài liên tục á, thì nó sẽ có hơi nóng khi mà các bạn chơi game nè, hoặc là xem YouTube. Sạc pin á, về cái phần sạc pin thì chúng ta sạc từ 4 cho tới 4 tiếng rưỡi là nó có thể đầy. Và lúc mà sạc á, thì máy nó cũng không quá nóng. Trừ khi mà pin của bạn ở dưới 20% á, thì nó sẽ nóng lúc đầu nha các bạn. Thì nó sẽ nóng với cục sạc với lại điện thoại lúc đầu. Và mình dùng sạc tiêu chuẩn luôn. Còn pin cũ của mình á, là mình xài một xíu là hết liền. Đó là những cái tổng quan mà 2 ngày qua mình đã sử dụng. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.